Ok, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Rất là xin em vừa cái thời gian vừa qua mình ít ra video, thì cuối năm rồi cho nên mình khá là bận nhiều việc anh em ạ. Thì mình sẽ cố gắng hoàn thành cho xong cái con game Resident Evil 2 này để mình làm tiếp cái con Cyberpunk 2077 vừa mới ra nha. Game cũng khá là vui và hay luôn, đồ họa cực đẹp anh em ạ. Bây giờ mình đi đâu đây ta? Tìm Anetti à? Như là cái bà đó là bà tiến sĩ hay gì á, Identify yourself. cô là ai? Annette Birkin. She's who we're looking for. Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G virus. That's not gonna happen. I'm warning you, doctor. Oh yeah. Ôi em Ada của mình xinh quá em ơi. Hey. Ơi. Stop. Ê, 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 ê. Trời con bé này làm việc hấp tấp quá, như cái thằng Leon của mình bị dính đạn rồi kìa. Ôi tại vì em khinh địch đấy, tự nhiên con bé nó khinh địch mình phải hỏi địch ta. Bây giờ thì mình biết vì sao lại có vết thương ở da rồi. Thì ra là tới đây mới bị bắn trúng anh em ạ, còn trước đó là không có bị. Chẳng qua là mình dùng cái bảng mod á, cho nên lúc này đã bị băng bó cái vai nè. Wow, lấy áo khoác đắp cho mình luôn mới ghê chứ. Đây liên lạc với tổ chức à? Wow. Once it's in hand, I'll call for extraction. Ôi xinh quá. You can run, Annette, but you can't hide. Giờ mình phải đi làm một mình rồi. Mình phải đi kiếm bà đó một mình anh em ơi. Thằng Leon nó bị thương bà nó ngủ luôn rồi. Phải chui vô trong cái lỗ thông gió này à. Đồ chơi gì vậy? Súng dò điện từ à? Súng dò điện từ, sử dụng súng dò điện từ để làm theo hệ thống dây điện và xâm nhập vào thiết bị điện tử. Chuột phải là nhắm, khi nhắm giữ để xâm nhập. Ok. Để mình chuyển qua bên cái số 1 nè. Số 2 này cho dễ sử dụng. Rút ra cộng H. Rút ra. Đây à. Ơ, cái gì vậy thế? Mình sẽ làm cho cánh quạt này sẽ quay nhanh hơn bình thường, rồi sau đó mình mới đi qua được. Ôi dồi ôi, hay thế nhờ. Ôi dễ như ăn kẹo vậy. Trời ơi, công nhận mình có nhiều đồ chơi xịn sò quá anh em ơi. Đúng là ưu tiên cho phái đẹp rồi. Bây giờ lại mình phải hát tiếp nè. Cho cánh quạt nó quay nhanh nữa đúng không? Sira 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 sira. Ui xung quanh mình còn là dán không kìa. Ê. Dễ dễ. Thanh tra tháng 9 tuần 1. Vòng tay danh tính thay thế ngay lập tức. Mình phải đi kiếm một cái vòng tay à. Ủa? Vậy là mình phải giết con này hả ta? Mình không bỏ đi được à? Mày lúa vậy? Chết đi ông nội. Hình như là mình phải hack để mở cửa hay sao nữa này anh em ạ. Đây hả? Wow. Ghê gì trời. Súng bá đạo thiệt. Gì đây? Ô đạn. Trời ơi. Tiếng gì gừ gừ ghê vậy? Ở đây mình có hát được không ta?
Mình sẽ đi theo cái đường dây điện ngầm này đây em ạ. Quái thiệt mấy ông nội này. Cút, cút, cút. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Cái dây điện nó sẽ mình hướng mình qua bên đây nè. Bình tĩnh mấy anh ơi. Đây 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 đây. Ủa? À, mình đi đường nào qua đây ta? Ở bên đây, bên đây, bên đây. Trời ơi. Đẹp, sao nhiều vậy? Chết rồi, mình bí đường rồi. Thôi. Vô đi ta. Cút đi với anh mấy chị ơi. Tha em cái. Thì ra là ở đây. Bây giờ mình phải quay lại kìa. Hồi nãy như mình nhớ như là mình có một cái thang máy. Hên quá bọn kia bị dụ qua bên kia hết rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ủa chứ đạn đâu mà giết hết chỗ đó anh em. Nó đông như quỷ vậy. Ở bãi kìa. Tóm được cô rồi. Tóm bằng đường nào bà nội. Đi đâu đây, đi đâu đây. Ôi, tiếng gì vậy, tiếng con gì vậy. Ôi không xong rồi. Ôi nhanh 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 nhanh. Ủa không đóng cửa này hả? Trời ơi. Ủa sao không đóng cửa này được? Sao mập địch kia nó dí mình rồi kìa. Cái gì đây, cái gì đây. À rồi mình hiểu rồi, mình phải hack vô cái hệ thống để cho cánh quạt nó quay anh em ơi. Không phải chỗ này. Nó đâu, nó đâu, nó đâu, nó đâu, nó đâu. Ây á. À từ từ anh ơi, em là con gái anh ơi. Vãi thiệt. Đâu rồi ta? Đây đây đây, tớ 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 tớ. Dễ gì. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nó đấm cho bây giờ. Ồ ồ ồ ồ. Ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, đầu cắt môi. Ơi thằng quỷ này. Yeah. Ngon xuống đây, mập địch. Dễ gì xuống được. Ui xeo 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 lại anh em ơi. Mình sẽ xeo đè lên cái phần chơi trước nha. Rồi đi đâu đây ta. Bây giờ chứ đi là mình phải dùng cái này để mình dò cái chỗ hát này anh em ạ. Khổ ghê luôn á. Thanh tra tháng 9 tuần 2 hả? Với cái vòng tay mới có được chúng ta cuối cùng cũng thể bắt đầu được cuộc thăm dò khu vực phá hủy. Nhưng báo cáo từ ngày trước vừa lò hỏa táng thật sự là không có gì. Sao liên quan tới cái lò hỏa táng vậy? Đây có gì không? Nè, đây có sợi dây điện nè. Thì cứ dẫn mình đi đâu đi trời. Không phải chỗ này. Cái này để làm gì trời. Hình như là à, cái vòng đây rồi. Cái vòng đeo tay nè anh em.
Vậy là mình sắp endgame con này rồi. Mình chuẩn bị đi tới cái chỗ phòng thí nghiệm rồi. Bravo. Hoan hô. Gonna burn you alive now. Ủa, à, cái này cái lò thiêu mà. Ủa, sao bỏ mẹ rồi. I'm not the only one after it. Realize that. And you won't die alone. À. Trời ơi, mình có một phút để thoát ra khỏi đây kìa. Không phải cái này nè. Không phải luôn. Không phải luôn. Ủa đâu ta? Ở đây rồi, đây rồi. Trời ơi, mình mất biết bao nhiêu là thời gian rồi. Nhanh lên. Không phải. Đây. Yeah. Ủa, mở cửa ra chưa? Chưa luôn hả? Ô, vậy chỗ nào ta? Bình tĩnh. Một cái nữa. Đây cái nữa. Ôi, không đúng rồi. Bình tĩnh. Ơ, chết rồi. Bị thiêu rồi. À. Ôi, giả man quá em ơi. Đậu phòng á. Cái bà tiến sĩ. Cậu có một phút sao làm kịp trời. Hình như là mình phải hát vô đó để mình... Ai đâu. Chơi lại từ đầu à. Vậy là mình phải cùng lúc mình mở, mình hack vô ba cái công tắc nó để mở cái cửa anh em ơi, nãy mình mới làm được con cái à. Mình nghĩ là mình nên xem từ cái chỗ này nè. Là mình khỏi phải mất công mình leo lên kia mình bật cái đó. Phải không ta? Lò đốt rác nè. Thế bà đội nó bắt ác chứ trời. Một phút. Thôi cho qua chỗ này luôn đi. Bravo. Một cái bíp. Mình tỉnh lại coi. Bây giờ mình phải mở cái từ cái chỗ nào đấy ta? Mình phải dò ngược lại đây à. Ờ, đầu tiên đây. Một cái nè. Rồi sau đó mình sẽ ấy từ đây nè. Ô, cái này phải bình tĩnh anh em ạ. Ờ, cái này sẽ đi đâu đây? Đây. Ủa, một khoang đã. Cái nữa nè. Còn một cái này nữa thôi. Từ nha, bình tĩnh nha. Đi đâu đây? Ở đây. Đây. 15 giây nữa. Wow. Rồi, tại vì lúc đầu mình mất bình tĩnh anh em ạ. À. Cái bà già đó thiệt. Chỗ này là cần cái vòng tay nè. Ngày 1 tháng 10. Thế giờ mình đi đâu đây ta? Cái lò đốt rác hả? Trời ơi, giờ biết bả đâu kiếm. Ủa? Cái chỗ này mình thấy quen quen ta? Đâu rồi? Trời ơi. Vậy là nó mới đi đúng đường rồi anh em ạ. Ở đây nè. Nó mới bỏ cái đôi guốc để chạy được không trời. Cái đôi guốc này sao chạy không biết nữa.
Đó là cái chỗ này mình thấy nó quen quen anh em ơi. Enough with this cat and mouse game. Đúng rồi, xuống solo đi trời. Kết thúc rồi, cô đã thua cuộc. Tell me, is your husband still alive? Hình như chồng của bà này hình như là cái con G virus tuần cuối hay sao á nè. You don't cooperate. I'll get a sample from the nest over my dead body. Ê, trời ơi, mình là sợ ai chơi mày tao. Tôi chuyện mày tao. Thôi xong rồi. Ai sợ cái đùi. Ô cái đùi, cái đùi, cái đùi, cái đùi. Cái này mà bị vỡ cái động mạch ấy thì chết còn gì nữa. Cái này rút ra là ngu luôn anh em ạ. Ai à, biểu nãy đi không chịu đánh thức nó vậy chi trời. Rồi, bây giờ tới lượt cái thằng kia nó tỉnh vậy nó đi kiếm nhỏ này anh em ơi. Biết hay mà. Được em ấy đắp cho cái áo ngủ sướng như trời. Đúng ra cái nhân vật của mình lúc này mới bị bâng cái băng cái bả vai anh em ơi. Trước đó mình mod cho nên là đã có cái vết thương nó từ trước rồi. À đây điếc gì nữa. Rồi sao ông giờ nó mới đi kiếm người đẹp đây. Ada, where are you? Ô cái này bây giờ mình đi sao ta? Bây giờ mình lại được đi thang máy mới ghê chứ. Ủa mấy cái cống này mình thấy quen quá luôn á anh em ơi. Trời ơi luôn. Mình còn bao nhiêu đạn vậy? Kho đồ của mình nè. Ồ, toàn là súng hết đạn thôi. Khổ ghê luôn. Vừa mới than xong. Kết hợp vô. Ai cha, giờ mình sẽ đi đâu đây ta? That's a pleasant smell. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Ở đây sẽ có... Mình phải đi kiếm một cái thanh để mình bỏ đây, mình xoay nữa nè, mình mở cửa nè. Mình nhớ như là dưới cống này có mấy cái con giống như con cóc hay gì ấy, cũng bị đột biến á. Thôi toang rồi. Mình sẽ đi đường nào đây? Trái hay bên phải? Thường mình đi bên phải mình sẽ thấy hơn anh em ơi. Trời ơi, chơi game mà cũng có vụ tâm linh nữa chứ. Leo lên. Một cái cuốn băng. Bộ này được cử tới để bắt ông tiến sĩ nè, mà bị giết nè. Rồi. Đâu ra vậy? À, mình đang muốn tiết kiệm đạn thì chớ thiệt chứ. Ủa, tốn biết bao nhiêu là đạn của mình. À, ở đây mình cần một cái chìa khóa. Đây cũng vậy à. Bà nội nó tỉnh gì rồi kìa. Cút.
Ai chà, hết đạn rồi. Cái súng này nó bắn một lúc 3 viên mà hết đạn quá. Dao hả? Ok luôn. Đạn đi, đạn đi, đạn đi, đạn đi xin người. Ủa đạn shotgun ở bên kia. Sao qua được? Ê. Rồi giống như mình bị lạc rồi anh em ơi. Ở đây lại có một cái cửa nè. Để sao mình nhớ cái viết cái chỗ này nó rối cực kỳ luôn. Cái đường đi nó khó lắm. Khoan rồi. Đó. Nó tới anh em ơi, cùng 3 viên cuối cùng. Sao mà giết đây? Nó đâu rồi? Hộp cơm là bịch ni lông các kiểu đó. Thuốc súng đúng không? Kết hợp vô, kết hợp vô. Wow, đạn sạc gân. Đỡ quá, đỡ quá. Vậy là mình có 6 viên rồi đó. Mình nghi ngờ thằng quỷ này lắm nè. Mình biết ngay là thế nào cũng được con cóc này mà. Đánh đập rồi anh em ơi. Con cóc này hả? Con cóc này mình giết sao quên bả rồi. Thôi bỏ. Giờ mình làm gì đủ đạn để bắn nó. À đúng rồi. Mình sẽ đi khởi động cái to tàu này để đi tới phòng thí nghiệm. Bây giờ là mình phải đi kiếm mấy cái con trong cờ vua. Rồi mình nhớ rồi. Đây. Gì đây? Đạn đi, shotgun mừng quá. Đạn shotgun nè. 8 viên à. Ủa cái súng mình chứa được 8 viên cơ đấy. Cái này như mình nhớ không lầm nó là không, mình nhớ nhầm rồi anh em ơi. Lúc này mình chưa có dữ liệu của cái ổ này. Đúng rồi, cái chỗ này mình nhớ nè, mình sẽ đi vô cái chỗ mấy cái con cờ vua á, phải không? Gì như vậy? À, thấy Ada rồi nè. Ada. Ada.